Xin được giới thiệu hai chàng trai của nhóm Monster. Tới rồi. Vô em ơi, vô đúng chỗ. Hôm nay thành viên đội của Ki hôm nay sẽ là bạn Như Linh. Xin mời bạn ra. Đen đỏ, rất là mạnh mẽ và cá tính luôn. Bên đây dạ bạn gái đã xuất hiện, còn bên em bên kia có một bạn nữ rất là xinh xắn rồi đúng không? Bên em cũng không kém cạnh đâu ạ. Em sẽ gọi tên bạn ấy ra và bạn ấy sẽ ra đây và giới thiệu cho mọi người biết. Và mọi người sẽ đánh giá luôn. Ok. Đó. Gọi tên nào. Như ơi, Như ơi. Xin chào chương trình Về Nhà Đi Anh. Em tên là Tiểu Nhi, em đến cùng đội chơi với anh Nicky. Trời ơi, vần quá ha. Vâng ạ. Tiểu Nhi, em đến cùng đội chơi với anh Nicky. Trời ơi. Chính vì thế mà bọn em đã quyết định đặt tên Về cho... Về Nhì. Không nha. Không à. Tên đội em hôm nay có bạn Như Linh mặc màu đỏ nên là tên sẽ là Giao Thông ạ. Tên khá là vần nhau, thế nên là tên đội mình là gì nhỉ? Nhi Ni. Nghe dễ thương đúng không? Một cái tên coi như là một cái nickname dễ thương ha. Đây là đội Nhi Ni. Ok, mời đội Nhi Ni cùng với đội Giao Thông về chỗ ạ.